sau khi quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng bãi đậu xe đầu đèo Prenn và bãi đậu xe Đarahoa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang giao các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục hồ sơ để thực hiện triển khai xây dựng. Theo đó, bãi đậu xe đầu đèo Prenn nằm ở phường 3, thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tiếp giáp với đoạn cuối của cao tốc Liên Khương, Prenn. Với quy mô 38,2 hectare, có thể đáp ứng khoảng 790 xe buýt, 122 chỗ đậu xe buýt cỡ nhỏ, 200 chỗ đậu xe taxi, xe ô tô con phục vụ khoảng 33.800 người, bao gồm hành khách, nhân viên bãi xe. Còn bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã ba Đarahoa sẽ kết nối với quốc lộ 27C, nằm một phần tiểu khu 144A, xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương. Với quy mô 36,69 hectare, phục vụ khoảng 817 chỗ đậu xe buýt, 83 chỗ đậu xe buýt cỡ nhỏ, 60 chỗ đậu xe taxi, ô tô con, phục vụ khoảng 34.700 người. Ở các dự án này sẽ có các hạng mục chính để xây dựng công trình kiến trúc, nhà nghỉ, phòng chờ, cây xanh, đất sân bãi dành cho nhiều loại xe. Thời gian qua, vào dịp lễ Tết, thành phố Đà Lạt thường xuất hiện cảnh ùn ứ giao thông. Tại khu trung tâm, các loại xe buýt cỡ lớn mỗi khi di chuyển thành đoàn thường gây ra cảnh quá tải cục bộ. Các bãi xe sau khi hình thành sẽ tăng diện tích đô thị, góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng xã hội, giảm thiểu lượng xe cơ giới vào trung tâm Đà Lạt. Hiện có một số nhà đầu tư đề xuất phương án thực hiện các bãi đậu xe với kinh phí từ 1.000 đến 1.700 tỷ đồng cho mỗi bãi đậu xe ở ngoại ô Đà Lạt.